thưa bà, con là Ngọc Bích, con tới đây để xin tạ tội với bà hai. Vì con mà xem chút nữa cậu chủ bỏ mạng á, bà tha lỗi cho con nha bà. Nè, cô tới đây làm gì vậy? Tôi hái bông sen chân cho bà chủ. À, thì ra cô tới đây là để mua chuột má tôi. Cô cũng giỏi thiệt đó, lấy lòng người sống, bây giờ mua chuột luôn cả người chết. Hèn gì ba má chị hai tôi coi trọng cô còn hơn tôi. Cậu muốn nói sao cũng được hết á. Cậu không tới thì thôi, tới rồi á cũng nên chào hỏi má cậu một tiếng đi. Từ ngày khôn lớn, nó không chịu tới mộ thắp nhang cho má hai vào ngày giỗ Tết nữa. Chắc là má hai buồn lắm. Để coi những gì cô ta nói có thật lòng không nè. Ê, nói thiệt tôi nghe đi. Lấy lòng người mẹ quá cố của tôi, cô được cái gì? Cậu chủ, đừng có tốn công chọc tức tôi, vô ích lắm. Cho dù cậu có nói gì làm gì thì tôi không có tức giận cậu đâu. Được người sống lẫn người chết thương yêu, bộ không tốt sao? Cô xin nên học hành để làm chi? Khi mà cô không hề dự thi, không có bằng cấp, cô lại còn là con gái nữa, sau này cô cũng đâu có đi làm được. Tôi thấy thay vì tự đày đọa bản thân cho việc học hành của cô, tôi nghĩ á, cô nên vui vẻ theo thùa may vá với chị hai của tôi đi, sẽ tốt hơn cho cô. Được đi học là hạnh phúc lớn nhất trong đời tôi. Cậu không biết đâu, tôi chưa bao giờ coi nó là việc khó nhọc. Tôi cũng không mơ ước nhờ vào sự học đó để sau này thoát khỏi kiếp ở đợ. Nhưng má tôi dạy, con người ta cần phải học, càng học nhiều càng sống tốt. Đơn giản vậy thôi. Má cô cũng ngộ thiệt á. Cậu không biết đâu, hồi trước lúc còn ở với tía tôi á, cũng vì chuyện cho tôi đi học mà ngày nào má tôi cũng bị tía tôi đánh đập. Cậu biết không? Vậy mà má tôi nhất định không cho phép tôi nghỉ học. Má nói nếu có học thì tôi sẽ không cam chịu giống như đời của má. Má cô nói cũng đúng. Cậu chủ, ông bà chủ cũng vì muốn tốt cho cậu mới ép buộc cậu học hành. Muốn tốt cho tôi hả? Cậu không biết đâu, chẳng qua bà má ghẻ của tôi biết tôi không thích học nên mới dùng cách đó để mà hành hạ tôi, vừa lấy được tiếng thơm cho bản thân mình. Tôi chẳng cần phải học lên cao, ra đường thiên hạ gặp tôi ai cũng phải kính nể tôi, ai cũng phải cúi đầu chào tôi. Cậu lầm rồi. Họ cúi đầu chào cậu là vì sợ, chứ không phải họ kính nể cậu đâu. Chỉ có người đạo đức, tài giỏi mới khiến thiên hạ kính nể mà thôi. Tôi nói cậu đừng có tự ái nha, chứ thiệt ra cậu đã làm được gì để thiên hạ kính nể đâu. Tiền của, gia sản đều do ông chủ tạo ra, chứ
cậu có làm được gì mà người ta kính nể. Tuy là tôi tới ở nhà cậu chưa lâu, nhưng mà tôi biết ông bà chủ, chị Ngọc Thủy, những người đó thương yêu cậu thật lòng, ai cũng muốn tốt cho cậu hết á. Cô thì biết cái gì? Nếu tôi học giỏi á, họ sẽ đẩy tôi qua bên Tây. Trong thời gian tôi ở bên đó, chị hai tôi sẽ lấy hết gia tài này. Tôi đâu có ngu mà tin vào mấy người đạo đức giả. Má của cô muốn tốt cho cô nên ép cô học là chuyện đúng. Còn tôi cần gì phải học lên cao nữa. Học nhiều chỉ đi làm thuê cho thiên hạ thôi. Tôi là chủ, nhà tôi giàu, thiếu gì tiền. Tôi lại là người thừa kế duy nhất của ba tôi. Tôi cần cái gì phải học? Tôi lại nghĩ khác. Tiền bạc là vật ngoài thân, nay còn mai mất, ai mà biết trước được chuyện thời thế tương lai. Chỉ có những điều đã học được thì nếu ta còn sống, còn tỉnh trí thì nó còn nằm mãi trong đầu, không mất đi đâu được. Cậu không thích đọc sách, nhưng chắc cậu cũng có nghe hát tuồng mà phải không? Có ông vua nào mà ngồi mãi trên ngai vàng đâu. Có khi hôm nay còn làm vua, ngồi trên ngôi cao chính bệ, mai bị cướp ngôi, đã trở thành kẻ bôn tẩu, đói khát đầu đường xó chợ. Gia sản nhà cậu tuy lớn, nhưng mà có câu ngồi không mà ăn thì núi cũng không còn. Hơn nữa, làm chủ mà thiếu hiểu biết thì trước tiên sẽ bị người làm khinh, sau đó thì bị họ qua mặt. Dù vậy thì cậu cũng thấy đó, làm chủ mà không có tính toán giỏi thì công việc làm ăn làm sao mà thành công được. Cậu thấy ông chủ đó, nắm trong tay bao nhiêu gia sản mà vẫn phải ngày đêm lo tính toán sổ sách, phải lo vắt óc để mà nghĩ cách phát triển sự nghiệp. Còn việc ông bà với chị Ngọc Thủy có thiệt lòng thương cậu hay không á, có thể là khi nhìn bằng mắt thường thì không phân định được. Nhưng mà nếu như cậu chịu khó nhìn bằng trái tim, tôi nghĩ cậu sẽ rất dễ dàng nhận biết chính xác. Nhìn bằng trái tim hả? Ừ.